Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông, vì người đang ở dưới thuyền nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đàn lái giữa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: Thưa Thầy, chúng con chết mất, mà Thầy không quan tâm đến sao? Chổi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chị em thân mến, qua bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đọc thì giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta tin Chúa Giêsu vừa là con người thật, Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật. Con người thật thì Chúa Giêsu cũng không có gì phân biệt với chúng ta. Ban ngày Chúa Giêsu rao giảng khiến Ngài mệt, và tối Chúa Giêsu ngủ, ngay cả gió bão cũng không đánh thức Ngài dậy. Và Thiên Chúa thật, Chúa Giêsu đã khử trừ ma quỷ, dùng quyền năng Thiên Chúa để khử trừ ma quỷ, dùng quyền năng Thiên Chúa để mà làm cho gió sống lặng yên. Qua bài phúc âm này, tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em những điểm sau đây. Điểm thứ nhất, đó là sóng gió trên biển rất là thực tế. Cái điểm thứ hai đó là sóng gió trong cuộc đời của chúng ta. Cái điểm thứ ba là con thuyền của giáo hội. Và cuối cùng điểm thứ tư, sự cần thiết của đức tin. Thứ nhất, sóng gió trên biển. Các môn đệ của Chúa Giêsu mà chúng ta có thói quen gọi là các tông đồ, cho dù các ông làm nghề chài lưới, đã quen đối mặt với những cơn bão bất ngờ và ghê gớm của biển hồ Galilee, với cái điều kiện khí hậu thất thường của nó. Nhưng mà hôm nay, trong bài phúc âm này, khi đã chèo trống hết mức, các ông sợ hãi vì con thuyền của các ông sẽ bị nhấn chìm bất cứ lúc nào bởi cơn bão và sóng lớn như thế này.
sợ. Cho nên các ông lại đánh thức Chúa Giêsu thầy của mình: "Thưa thầy, chúng con chết mất mà thầy không quan tâm đến sao?" Chúa Giêsu tựa gối ở sau lưng con thuyền mà ngủ. Đáp lại lời kêu cứu của các môn đệ mình, Chúa Giêsu đứng dậy với uy quyền tối thượng. Chúa Giêsu đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi." Và phúc âm nói tiếp: "Ngay lập tức sóng và gió tuân theo." Như thể sóng và gió nhận ra cái giọng nói, cái lệnh của chủ nhân của nó. Và sau đó chúng ta có thể hình dung sự kinh ngạc của những người đánh cá, của các môn đệ của Chúa Giêsu. Các ông kinh ngạc bởi vì không chỉ là ma quỷ mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh thầy của mình. Cái điểm thứ hai, sóng gió trong cuộc đời xung quanh chúng ta, và trong chúng ta cũng có nhiều cơn sóng gió. Chưa nói đến những cái xung đột quốc tế, chúng ta hãy nhìn những cái thảm cảnh đe dọa cuộc sống của những người xung quanh chúng ta, nhìn và sẽ thấy: nào là ly hôn, nào là thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh tật, mất mát, vân vân. Một số sự kiện như thế có thể sẽ là cái nguồn gốc của những cuộc phản kháng, của những cuộc chống đối. Đối với chúng ta, các sự kiện, những cơn sóng gió đó cũng là cái cơ hội để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta nhìn vào trong con người chúng ta, để chúng ta hoán cải, để chúng ta tin tưởng vào Chúa quan phòng. Và chúng ta phản ứng thế nào khi mọi người trong khu phố của chúng ta đang phải vật lộn với những cơn sóng gió ngược chiều như thế? Chúng ta có thái độ nào? Chúng ta giữ khoảng cách không dám đến gần họ, hay là chúng ta có đủ can đảm đến với những người trong hoàn cảnh này để mà giúp đỡ họ? Nhưng mà thưa anh chị em, chính nhờ cái sự sẵn sàng và sự gần gũi này mà chúng ta có thể giúp những người trong cơn sóng gió riêng của cuộc đời họ nhìn thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa nhân từ, thân thiện, hiện diện luôn luôn bên cạnh họ, mặc dù rõ ràng là họ đã xa Chúa. Nhưng mà nên nhớ một điều: trước khi chúng ta có thể làm những cái việc này thì chúng ta cần phải quản lý, xoa dịu những cơn bão trong chính cõi lòng của mỗi người chúng ta. Và điểm thứ ba là con thuyền của giáo hội. Theo trình thuật của phúc âm thì Chúa Giêsu, trước khi cơn bão tới, Chúa Giêsu đã ở trên thuyền của mấy người chạy lưới, và đặc biệt ở đây là thuyền mình gọi là thuyền của Thánh Phêrô. Điều này làm chúng ta liên tưởng con thuyền của Thánh Phêrô chính là con thuyền của giáo hội mà Chúa sẽ thành lập, Chúa trao quyền lại cho Thánh Phêrô. Thánh Phêrô là đại diện cho tông đồ đoàn, Thánh Phêrô là đại diện cho giáo hội. Và nếu con thuyền này,
con thuyền của giáo hội, chống lại được những cuộc tấn công của biển cả bão táp và vẫn an toàn. Bởi vì con thuyền giáo hội đang chở, đang chứa, đang mang trong mình vị chủ nhân của thời gian và lịch sử, đó là Chúa Giêsu Kitô, đấng mà cái chết không còn chút quyền năng nào nữa, bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã vượt qua rồi. Chúa Giêsu Kitô đã sang bên bờ bên kia rồi. Nhưng mà thưa anh chị em, thật là khó biết bao khi chúng ta sống với tư cách là một công dân của vương quốc. Sống ở đâu? Thừa sống trong lòng một cái thế giới luôn luôn chế giễu niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta luôn bị bão táp cuộc đời thế tục này đánh chúng ta tới tấp. Nhưng cứ yên tâm, chúng ta hãy ở lại trong con thuyền của Phêrô, trong con thuyền của giáo hội, trong con thuyền của trái tim, của niềm tin của chúng ta. Nơi đó Chúa Giêsu ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Có sự hiện diện của Chúa, mọi sự sẽ yên ổn. Nhưng mà chúng ta nên tránh đánh thức và khiển trách Chúa Giêsu một cách không cần thiết như các sứ đồ ngày xưa. Mà tốt hơn, chúng ta nên suy gẫm những lời của Chúa Giêsu động viên chúng ta. Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Chúng ta đến điểm cuối cùng, sự cần thiết của đức tin. Thật vậy, nhờ đức tin, chính Chúa Giêsu đã thành công trải qua mọi cơn bão của cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu. Theo trình thuật của Phúc Âm thì trong vài tháng tới nữa thôi, vào cái thời điểm gây cấn nhất âm mưu giết người của những người thù địch với Chúa Giêsu, đó là những người Pha-ri-siêu, những kinh sư, những người theo phái Sát-đu-xê-ô, những người theo phái Hê-rô-đê. Sắp tới rồi, lúc mà các môn đệ của Chúa Giêsu tuyệt vọng chờ đợi thầy của mình phản ứng, chờ đợi thầy của mình sẽ ra tay quyền năng, giống như thầy của mình ra tay quyền năng trên biển hồ. Và thưa anh chị em, thầy Giêsu sẽ phản ứng thế nào? Thưa thầy Giêsu cũng ngủ. Đúng, lần này thầy Giêsu không còn nằm ngủ trên gối của con thuyền nữa, mà thầy Giêsu nằm ngủ trên gỗ thập giá. Nằm đó, nhưng thầy Giêsu vẫn tin tưởng, tự tin chờ đợi cha của mình đến đánh thức. Và cha của mình đã đến đánh thức. Thầy Giêsu thức dậy, thầy Giêsu khỏi giấc ngủ say, và thầy Giêsu đã phục sinh nhờ vào niềm tin vào cha của mình. Bởi vì thầy và cha của thầy là một. Đến lượt chúng ta có cảm nghiệm Chúa Giêsu dường như đang ngủ, dường như đang ngủ trong cái thế giới, trong giáo hội và trong chúng ta nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện và đầy quyền năng để cứu chúng ta. Chính đức tin của chúng ta được kêu gọi, cần được khuấy động, cần được
đánh thức đức tin của mỗi người chúng ta. Bởi vì có đức tin thì những thử thách, thất bại, nghèo đói, chống báng, chế giễu như sóng biển không thể nào ngăn cản sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh vẫn còn sống mãi trong từng người chúng ta. Trong tinh thần này, chúng ta luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa. Xin Chúa thêm là luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta để chúng ta có đủ can đảm nhân danh Chúa giành lấy quyền lực của các thế lực chống đối đang tung hoành, đang đánh vào con thuyền của từng người chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta.